Pháp hội niệm Phật A-di-đà, Chùa Quan Thế Âm, Đệ Tử Quy, biên soạn Lý Dục Tú và Vá Tùng Nhân, cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, người đọc Thích Nhuận Minh. Đệ Tử Quy, tổng tựa, phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tính, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Chương 1, ở nhà phải hiếu. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cắt riêng, nếu cắt riêng, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổng thương, cha mẹ tuổi. Cha mẹ thương, hiểu đau khó, cha mẹ ghét, hiểu mới tốt. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu, khuyên không nghe, vui can tiếp, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, ngày đêm hầu, không rời giường, tang 3 năm, thường thương nhớ, chỗ ở đổi, không rượu thịt, tang đủ lễ, cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Chương 2, kính trọng mọi người. Anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Tiền của nhẹ, oán nào sanh, lời nhường nhịn, tức giận mất, hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau, lớn gọi người, liền gọi thay, người không có, mình làm thay. Gọi người lớn, chớ gọi tên, với người lớn, chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào, người không nói, kính lui đứng, phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi hơn 100 bước. Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng. Việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Chương 3, cẩn. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch. Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ vài giày, mang chỉnh tề. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi, rất là xấu. Đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lạy cung kính. Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi giang, không rung đùi. Vén rèm cửa, chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc. Cầm vặt rỗng như vặt đầy, vào phòng trống như có người. Chớ làm vội, vội sai nhiều, không sợ khó, chớ qua lo. Nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng, quyết chớ hội. Sắp vào cửa, hỏi có ai, sắp vào nhà, cất tiếng lớn. Người hỏi ai, nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ, nếu không hội, tức là trộm. Mượn đồ người, trả đúng hẹn, sao có cần, mượn không khó. Chương 4, tính. Phàm nói ra, tính trước tiên, lời dối trá sao nói được. Nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xạo nịnh. Lời gian xảo, từ bẩn thỉu, thói tầm thường phải từ bỏ. Thấy chưa thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tuyên truyền, việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiếng lui sai, phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan, chớ để ý. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Chỉ đức học, chỉ tài nghề, không bằng người, phải tự gắn. Nếu quần áo hoặc ăn uống, không bằng người, không nên buồn. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu, lỗi chồng thêm. Chương 5, yêu bình đẳng. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất. Người hạnh cao, danh tự cao, mọi người trọng không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao, được người phục chẳng do khoe. Mình có tài, chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích. Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền, người bất an, không quấy nhiễu. Người có lỗi, chớ vạch trần, việc riêng người, chớ nói truyền. Khen người thiện, tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác, chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn, đôi bên sai. Hễ nhận cho, phân biệt rõ, cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình không thích, phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên, báo oán ngắn, báo ân dài. Đối người ở, thân đoan chánh, tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Chương 6, gần người nhân. Cùng là người, khác tộc loại, thô tục nhiều, nhân từ ít. Đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời, không dễ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến, trăm việc hư. Chương 7, có dư sức thì học văn. Không gắn làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Nếu gắn làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải. Cách đọc sách có 3 điểm, tâm mắt miệng, tinh đều trọng, mới đọc đây, chớ thích kia, đây chưa xong, kia chớ đọc, thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông, tâm có nghi thì chép lại, học hỏi người, mong chính xác, gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết ẩu, tâm không ngay, xếp sách vở, chỗ cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ, tuy có gấp, xếp ngay ngắn, có sai hư, liền tu bổ, không sách thánh, bỏ không xem, che thông minh, hư tâm trí, chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần làm được. Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe Pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74. Chỉ nghe mấy buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web voluongtho.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trades of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Guawan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 747474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.